Chào mừng các bạn đến tiết học vật lý của thầy Nguyễn Đức Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề số 16. Cơ năng gồm có các phần như sau. Chúng ta đi vào phần 1 là mã liên hệ giữa công và năng lượng. Phần 1 là mã liên hệ giữa công và năng lượng. Bây giờ thầy sẽ nhắc cho các bạn lại công ở trong chủ đề số 13. Như chúng ta đã biết, vật A muốn sinh công thì cần phải có hai yếu tố. Thứ nhất, đó là vật A tác dụng lực vào vật B. Và thứ hai là làm cho cái vật B đó nó chuyển động theo phương không vuông góc với phương của lực do vật A tác dụng. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu mối liên hệ giữa công và năng lượng. Ý đầu tiên, khi vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật có năng lượng. Chúng ta xét ví dụ sau đây, một người đang chạy xe đạp. Ta thấy người tác dụng lực vào xe. Yếu tố thứ hai, xe chuyển động trên đường. Từ hai yếu tố này ta kết luận người thực hiện công. Người thực hiện công thì dẫn tới người có năng lượng. Vậy khi vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật có năng lượng. Ý tiếp theo, đơn vị của năng lượng là joule. Thì rất là dễ hiểu nha các bạn. Ý trên người ta có nói vật có khả năng thực hiện công, thì ta nói vật có năng lượng. Công đơn vị là joule, từ đó ta suy ra đơn vị năng lượng cũng là joule. Có một số dạng năng lượng như là cơ năng, nội năng, nhiệt năng gì đó, vân vân. Trong phần năng lượng cơ năng, các bạn sẽ có hai loại, đó là động năng và thế năng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu. Hai là mã thế năng. Có hai loại thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi. Một nhỏ thế năng trọng trường. Chúng ta cùng đi xét ví dụ sau đây. Chúng ta có một xe A đặt trên bàn và nối với vật B bằng một sợi dây như hình vẽ. Vật B đang cách mặt đất một độ cao. Các bạn theo dõi khi chúng ta buông tay ra khỏi vật B sẽ xảy ra điều gì nhé? Chúng ta cùng phân tích. Yếu tố thứ nhất, ta thấy vật B tác dụng lực vào xe A. Yếu tố thứ hai, xe A chuyển động trên bàn. Từ hai yếu tố này ta suy ra vật B thực hiện công. Từ đó suy ra vật B có năng lượng. Vậy năng lượng có được khi vật B ở độ cao so với mặt đất gọi là thế năng trọng trường. Vậy, năng lượng của vật có được khi vật ở độ cao so với mặt đất hay so với vị trí khác được chọn là mốc gọi là thế năng trọng trường. Bây giờ thầy sẽ nêu ví dụ cho các bạn một vài trường hợp có thế năng trọng trường. Ví dụ, bóng đèn đang treo trên tường. Ví dụ 2, máy bay đang bay trên trời. Vậy, thế năng trọng trường phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chúng ta cùng xét hai trường hợp sau đây. Trường hợp số 1, thầy có hai vật có khối lượng bằng nhau, vật 1 và vật 2, nhưng nằm ở độ cao khác nhau so với mặt đất. Theo các bạn, vật nào có thế năng trọng trường lớn hơn? Và dây suy nghĩ nha các bạn.
Rồi, các bạn đã có được đáp án chưa? Bây giờ chúng ta cùng coi đáp án nhé. Vật có thế năng chậm trường lớn hơn đó chính là vật 2. Vì lý do vật 2 nó có độ cao lớn hơn vật 1. Vậy thì từ đây chúng ta thấy vật nào có độ cao lớn hơn thì vật đó sẽ có thế năng chậm trường lớn hơn. Vậy thì thế năng chậm trường nó sẽ phụ thuộc vào độ cao. Trường hợp số 2, thầy có hai vật A và B ở cùng độ cao như nhau và hai vật này có kích thước khác nhau, có nghĩa là hai vật về mặt khối lượng nó sẽ khác nhau nha các bạn nhé. Vậy các bạn cho thầy biết hai vật A và B, vật nào có thế năng chậm trường lớn hơn? Suy nghĩ một chút nha các bạn. Đáp án tới rồi đây. Vật có thế năng chậm trường lớn hơn đó là vật B. Vậy thì từ đây các bạn thấy vật nào có khối lượng lớn hơn thì vật đó sẽ có thế năng chậm trường lớn hơn. Vậy thì thế năng chậm trường nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng. Vậy nói tóm lại, thế năng chậm trường sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là độ cao và thứ hai là khối lượng. Vậy thì các bạn nhớ, vật nào mà ở càng cao và khối lượng càng lớn thì thế năng chậm trường nó sẽ rất lớn nha các bạn nhé. Chúng ta đi tìm hiểu phần 2 nhỏ là thế năng đàn hồi. Bây giờ thầy sẽ lấy cho các bạn một ví dụ. Một người đang đứng giương một chiếc cung. Khi anh ta buông tay ra khỏi dây cung, các bạn sẽ thấy như thế này. Chúng ta cùng phân tích. Yếu tố thứ nhất ta thấy được đó là dây cung tác dụng lực vào mũi tên. Yếu tố thứ hai, mũi tên chuyển động. Từ hai yếu tố này ta suy ra được dây cung thực hiện công. Từ đây ta có dây cung có năng lượng. Vậy năng lượng có được khi dây cung bị biến dạng đàn hồi gọi là thế năng đàn hồi. Vậy năng lượng của vật có được khi vật bị biến dạng đàn hồi gọi là thế năng đàn hồi. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Ví dụ số 1, lò xo bị kéo giãn. Ví dụ số 2, dây thun bị kéo căng. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào yếu tố nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Bây giờ thầy có tình huống như sau. Thầy có 3 lò xo đều được kéo giãn ra. Theo các bạn, cho thầy hỏi, trong 3 trường hợp này, trường hợp nào có thế năng đàn hồi lớn nhất? Suy nghĩ một chút xíu nha các bạn. Chúc mừng bạn nào có đáp án là trường hợp số 3. Vậy qua tình huống này các bạn thấy thế năng đàn hồi sẽ phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi. Phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi của vật. Vậy thì các bạn nhớ ha, độ biến dạng đàn hồi mà càng lớn thì thế năng đàn hồi sẽ càng lớn. Chúng ta chuyển sang tiếp một cái dạng năng lượng tiếp theo. Ba la mã động năng. Chúng ta cùng xếp ví dụ sau đây. Một người đang đi bộ và kéo theo một chiếc vali. Yếu tố đầu tiên ta thấy người tác dụng lực vào vali. Yếu tố thứ hai, vali chuyển động trên đường. Từ hai yếu tố này ta suy ra người thực hiện công. Và từ đó suy ra được người có năng lượng. Vậy năng lượng có được khi người này đang chuyển động gọi là động năng. Vậy năng lượng của vật có được khi vật chuyển động gọi là động năng. Chúng ta cùng coi ví dụ một số trường hợp có động năng. Ví dụ 1, người đang chạy bộ. Ví dụ 2, con chim đang bay. Động năng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chúng ta cùng xét hai tình huống sau đây.
Các bạn quan sát tình huống đầu tiên, hai người cùng chạy bộ. Giả sử hai người có khối lượng giống nhau, vậy cho thầy hỏi trong hình này, các bạn dự đoán cho thầy biết người nào có động năng lớn hơn? Suy nghĩ nha các bạn. Chúc mừng bạn nào có đáp án là người nam. Vậy thì các bạn thấy, nhìn vô hình các bạn thấy là người nam chạy nhanh hơn người nữ. Do đó, động năng sẽ phụ thuộc vào yếu tố đó là tốc độ. Vậy thì vật nào có tốc độ càng lớn thì vật đó sẽ có động năng càng lớn. Chúng ta sang tình huống tiếp theo. Hai người chạy bộ. Giả sử hai người chạy với cùng tốc độ như nhau. Và các bạn thấy rõ ràng là người nam có thể hình to hơn người nữ, có nghĩa là khối lượng có sự chênh lệch rất là rõ. Vậy cho thầy hỏi, trong hai người đang chạy như thế này, người nào có động năng lớn hơn? Đáp án của chúng ta như sau. Vẫn là người nam, vì lý do các bạn thấy người nam của mình có khối lượng cơ thể lớn hơn, do đó động năng sẽ lớn hơn. Vậy thì một yếu tố nữa mà động năng nó phụ thuộc vào đó chính là khối lượng. Vậy động năng sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất đó là tốc độ và thứ hai đó là khối lượng. Vậy vật nào có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì vật đó sẽ có động năng càng lớn. Chúng ta cùng tóm tắt lại bài cơ năng. Cơ năng là một dạng năng lượng. Vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật có năng lượng. Đơn vị của năng lượng là joule. Cơ năng có hai loại: động năng, thế năng. Năng lượng của vật có được do chuyển động gọi là động năng, phụ thuộc vào hai yếu tố khối lượng và tốc độ. Thế năng có hai loại: thế năng đàn hồi, thế năng trọng trường. Năng lượng của vật có được khi vật bị biến dạng đàn hồi gọi là thế năng đàn hồi, phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi. Năng lượng của vật có được khi vật ở độ cao so với mặt đất hay so với vị trí khác chọn làm mốc gọi là thế năng trọng trường, phụ thuộc vào khối lượng và độ cao. Đây là sơ đồ tóm tắt toàn bộ nội dung trong bài cơ năng. Chúng ta cùng đi vào phần vận dụng nhé các bạn. Các bạn hãy dừng màn hình, sau đó đọc đề và cho thầy biết câu trả lời nào sau đây là chính xác nhé. Các bạn đã có đáp án chưa? Chúng ta cùng coi đáp án nhé. Chúc mừng bạn nào có đáp án đó là trường hợp C. Các bạn thấy ở trường hợp 2 và 3, các bạn thấy là lò xo đang bị biến dạng đàn hồi, do đó trường hợp 2, 3 sẽ có thế năng đàn hồi. Bài tập tiếp theo nhé các bạn. Các bạn hãy dừng màn hình và đọc kỹ đề, sau đó cho thầy biết đáp án nhé. Đáp án tới rồi đây, các bạn cùng nhìn vào màn hình. Đáp án chính xác chính là câu C. Trong câu C các bạn thấy là chúng ta chọn mốc là mặt đất, mà cái ghế đang đặt trên mặt đất, do đó sẽ không có thế năng trọng trường, hay nói cách khác thế năng trọng trường sẽ bằng 0, do đó chúng ta sẽ không có cơ năng. Chúng ta sang bài tập tiếp theo nhé.
Các bạn hãy giữ màn hình, suy nghĩ trong thời gian 3 phút, trả lời câu hỏi ở trên màn hình. 3 phút bắt đầu. Chúng ta cùng xem đáp án nhé các bạn. Hình đầu tiên, vật này chỉ có động năng nha các bạn. Hình thứ hai, vật này chỉ có thế năng. Và thế năng trong trường hợp này chính là thế năng đàn hồi. Trường hợp 3, chúng ta vừa có động năng và thế năng. Và thế năng trong trường hợp này đó là thế năng trọng trường. Các bài tập vận dụng khác các bạn sẽ được giáo viên bộ môn cung cấp cho các bạn. Chúc các bạn học thật tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Chúc các bạn học thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở chủ đề số 17, sự chuyển hóa cơ năng.